Có những bữa ăn em hướng mắt yêu tin nhìn nhờ. Tại sao lại có bộ đồ này? Tại sao lại giống cái trang phục này? Nhìn cái muốn cái lấy cái dao quá chặt quẩy á, là gạch. Hôm nay em ở nhà giá vậy, em ở nhà cái em suy nghĩ, em tưởng tượng trong đầu. Có hôm nay chị mua cái sắc mặt gì, em cũng tưởng tượng là chị mặc bộ đồ giống em. Trời ơi, sao mặc bộ đồ đúng không? Thiệt có tính đi trao lại vương miện cho ai đứa thì sao quá mặc bộ đồ. Ai mà dám thiết kế trời. Chị thấy chị bèo quá, chị bèo cũng là em luôn. Hello. Trời ơi. Sao? Biết bên này gặp lại hoa hậu không? Tao biết bên này có hoa hậu hay sao mà nó mang được cuốc này. Tao biết có chị. Nhìn có chị 15 xe. Trời ơi. Vậy tao cũng mà còn phải chịu thôi Nhi bà. Nhìn xem. Lái dừng mang cuốc vô là vậy. Không những cao mà còn có vảy nữa. Không phải cái là vây chứ. Cái này là vây. Lông vũ vây. Có kiến thức về động vật không à? Cá mấy cá. Cái này là lông vũ. Thôi cái thì cũng ca được rồi. Thôi được rồi, em không đợi cái chị rồi. Em đợi bên kia là đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chị đúng rồi. Em đợi là đúng rồi. Lấy không? Hợp lý luôn. Lấy không? Lấy không? Lấy không? Lấy không? Thôi, chỉ cần không cần nhất luôn. Em muốn. Em đợi. Em muốn xin đổi đội. Em muốn xin đổi đội. Em muốn là em chị Khánh Vân với lại chị Buka cùng một đội. Chị Buka đứng giữa giùm em. Ba chị em mình cùng đội thì chị đứng giữa là hợp lý. Đâu đó. Đâu có. Em xin đổi giúp Phúc. Mày đâu được đâu. Không, xin đổi lại để làm giùm Buka. Trời ơi, bé này. Trời ơi, chị có dép á. Thôi đây có ba áo hồng, ba áo hồng xin đổi đi. Chị nghĩ nè, thấy bé bên kia không? Nè mà áo hồng. Qua lọt, lọt liền. Cho mượn cái áo. Nè đổi đồ. Em thích bản này rồi. Trời ơi. Có ý đồ. Đồ da màu trắng nha, hơi hộp nha, hơi hộp nha, hộp nha. Là ghiền đồ hậu lâu lắm rồi nè, đúng không? Là ghiền đồ hậu lâu lắm rồi. Tại vì cuộc đời sinh ra bắt làm ca sĩ thôi. Chứ thật ra là có mơ cao sang hơn. Ước mơ là chứ không phải là có cách đức, có sẵn hơn. Làm hoa hậu gì mà. Hoa hậu nhưng mà. Hoa hậu gì nè, hoa hậu gì nè. Hậu biển, sinh ra biển. Sao vậy? Mình không có bạn đúng không? Cam ra. Gái Cam Ranh là trời, là có ước mơ, sao có ước mơ. Hơi mặt thôi, hơi mỏi thôi nhưng mà. Chị có chứng ấy nè. Nhiều lắm, ăn không ấy. Trời ơi. Ăn. Thật sự, tưởng mọi người chuẩn bị quay mọi người không dám ăn. Đau lắm á. Đau quá. Nhớ mà. Em nhớ kìa. Nhớ kìa. Nhớ kìa. Sao đọc phim chung. Nguyên có đọc phim có hai đứa chơi không? Ừ. Còn sao sao hết phim hết không? Hỏi hay đó. Thế thật lòng. Hỏi hay. Vẫn thông nha. Vẫn thông nha. Sinh nhật là có đi tới đúng không? Có. Rồi tuy thi sinh mai xong vẫn gọi điện để hỏi han nhau. Đúng rồi. Xong hỏi thi sao cho đậu. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Chính xác, chính xác. Nè có nghĩa là không không phải ngày nào cũng gặp. Mà là lâu lâu gặp lại vẫn thông. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi diễn mình vẫn thông. Chị mua nhiều vậy ạ?
Ê, dạ tính ra mọi người mang đồ pastel hết luôn. Dạ, nhẹ nhẹ nhẹ. Năm qua đồ cái gì vậy? Cái gì vậy biết? Cái đồ này là gì? Anh đi chị nhìn anh. Đồ anh này là cái gì? Kỳ. Anh đi ăn hết đi em. Rồi đó gốc. Ủa, cái này nó bị tét à? Huy ơi. Ê cái ba kìa, nó phải cho em nha. Giờ là sao đi hốt lại. Huy ơi. Để đó người ta làm cho. Trời ơi là trời tức á. Bạn á, bạn vô giúp thì bạn, hai người bạn nhau vô giúp tôi các bạn. Để thôi, cho xin biết hàng đó rồi. Hàng đi ngồi á. Con mập lắm. Đó, em ăn ở dưới cái bàn đó, ăn sạch cho chị. Được. Bây giờ dễ gì nữa nè. Ủa chị chưa, chị đang nói chuyện. Xin lỗi em. Ok, rồi chị mày á. Người bún, người đấm hả? Chị mày ăn nha. Chị bất ấn á kiểu mà. Kiểu vậy á, giống như phim kiếp hiệp á, phim võ tạo giác bình thường quá à, co giòn lên dạ. Chơi cô à? Cái này là thang của anh. Yêu tính nhìn nhở. Ủa không? Tiếc không? Tiếc mười triệu. Gì cái chiếu manh đó mà mất 20 triệu. Hoa hậu nằm niệm không đúng không? Không có nằm chiếu manh đúng không? Thật sự là em không biết câu đó liền. Thật sự á, cái đó là những cái câu ca dao tục ngữ, những cái câu hồi xưa á, không phải là ai cũng biết. Nghe rồi, được nghe, được người khác nói thì mình mới biết. Tại bạn mình bè phải từng nghe qua, mới nhớ. Em tin, tin bạn mà. Bạn bè chị á, có nhiều câu chị rất đơn giản luôn á, ai cũng biết mà có nhiều người cũng không biết. Thôi em nghĩ sao hôm nay mình về phải lượt lại một loạt. Mấy cái câu đó là mấy câu chuyện gì? Nó phải truyền tới tai em thì mới biết. Không biết lấy dụng, không biết ra lái đúng không? Không biết ra lái. Cái hộ khẩu mới nói dịch là khẩu khẩu. Còn đâu chảy không? Cái dụng mà bó đầu cũng xỉu vậy đó. Bó đầu mà nó lái cái gì? Cái giao thừa cũng gớm nữa. Nó nói gì mà từ 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 mà bước bất bước. Khắc phân thời gian của nó luôn. Đó là khoảng thời gian tương tự của mình rồi. Mà cuối cùng mới chốt cái bán là thời gian. Thành đế chưa? Lãnh không? Đáp rảnh không? Về nhà chị ngủ tới đây đi, cho chị giải trí chút. Leo vô cái tivi ngồi. Ê! Chị Tư gần không phải chị tới rồi. Nhưng mà chị phải soạn câu hỏi cho nó nha. Ờ, phải soạn câu hỏi, sao câu hỏi chị trả lời. Mà mình trả lời khùng khùng giống nãy bị ép bổ á. Bị cọc á. Bó đầu sao, bó đầu sao? Đấu bò thì gì? Lá lẹ. Đấu bò là gì? Đấu bò, tức đấu bò. Vẫn đó bò vậy. Không có dịch được, không có lái. Không như anh, nhưng mà đấu bò là gì? Đấu bò, đấu bò. Đấu bò. Đúng rồi, là nhiều người biết nhưng mà thiệt sự đấu bò, bó đầu. Bó đầu. Mà hồi nãy cuối cùng nó vẫn dịch đấu bò thành bò. Bấu đầu. Bấu đầu. Vậy đố con nói lái đơn giản nhất nè. Tâm tí là cái gì? Tâm tí. Tâm tí là cái gì? Đấu bò là con người đấu với con bò là hai cái đầu chụp chưa vậy? Tại vì con ở dưới đây con dịnh cái đầu. Cái đầu cái nó mới là hai đầu như... Vậy là hai cái đầu đối nhau. Nếu như đấu bò mà con người, cái đầu người đấu với con bò thì cái bò nó bỏ lâu rồi. Nhưng mà tại sao nó không lái lại được cái từ đấu bò đấu bò không biết nó lái. Nó cứ đấu bầu rồi à. Đấu bầu là gì? Hậu khổ mà nó còn nói là hậu khẩu nữa mà. Nó không biết nói lái. Hậu khổ. Bye con. Bye. Cảm ơn cả nhà. Tối nay luôn. Tối nay chị bồn chị cũng tối nay mà không tối nay chị bồn tôi sai rồi chị đánh không chị suy nghĩ lại đừng nghe nó quá đấu bò đó hai giờ không bữa sau đi ba giờ có gì mình nhắn tin riêng 4 giờ thôi chị bồn hết giờ chị bồn tới cuối đời 6 giờ sáng mai bồn tới cuối đời nha bye bye cảm ơn mọi người thank you cảm ơn